Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Sadek TV. Các bạn thân mến, thì tiếp tục chương trình khám phá ẩm thực Sadek, mỗi ngày một món ăn và mỗi ngày một điểm đến. Thì hôm nay Sadek TV xin giới thiệu đến các bạn một món ăn cũng khá là mới lạ ở trên đất Sadek, đó là món bún quậy. Đây là tô bún quậy nha các bạn. Bún quậy này thì mình kêu đó là chả cá, tôm, mực. Đây có chả cá, có chả tôm và có mực nha. Rồi là bún. Ở đây thì mình sẽ ăn cầm với cái rau xanh nhé các bạn. Rau này thì đó là rau cải, hay là gọi là cải xanh ha. Cải này nó có vị the nha. Số bạn nào mà ăn cay được đó thì chúng ta sẽ để nhiều vào, còn không thì chúng ta để ít thôi. Do này là cải bẹ xanh đó, cho nên là nó có vị the cay. Còn nước chấm ở đây là nước muối, là cái này là muối ớt ha các bạn, muối xanh. Cái này nước chấm cũng khá là đậm đặc nha. Ở đây thì nó có rất là nhiều cái loại chả cá, cái loại nguyên liệu ở bên trong nha. Ví dụ như chúng ta có thể kêu là chả cá rồi tôm, rồi chả cá với thịt bò. Nhưng cái tô này là tôm bò ha, bò và tôm. Bún quậy này nó đặc biệt cái nữa là nó có rất là nhiều hành các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức ha. Thì mình thử cái nước chấm này nó đậm đặc nhiều lắm. Chấm này chấm cá bắc nha các bạn. Cái này nó chua, nó cay ha. Cái này chấm này cũng khá là bắc. Rồi là chả cá, chúng ta thử chả cá xem thế nào. Nãy là mình chấm thử một miếng chả tôm này ha. Khá là dai đó các bạn, cho cá thì khá là dai nha. Cũng vừa ăn các bạn theo mình thấy thì cái cảm nhận của riêng mình thôi nha. Còn các bạn đến đây ăn thì để các bạn có sự cảm nhận riêng. Thì mình thấy là các cái chả cá, chả tôm khá vừa ăn. Còn cái nước của nó thì nước mình thì cũng không có cái gì đặc biệt cho lắm, nhưng mà chủ yếu là các cái nguyên liệu này ăn ra khá là đặc biệt ha. Cái quán này thì nó nằm ở trên đường Nguyễn Văn Phát nha các bạn. Nó nằm xéo xéo với cái quán cà phê Lộc Huệ các bạn. Chúng ta đi trên đường Nguyễn Văn Phát thì chúng ta có thể gặp cái quán này. Ở Sadek thì cái quán bún quậy thì hình như theo mình biết á, thì ở Sadek cái quán mà bán cái món này khá là ít
ít có quán bán nhiều món này lắm, cho nên là nếu các bạn muốn ăn bún quậy thì có thể chọn cái địa điểm này để làm một trong những cái điểm để mà mình thưởng thức món này ha các bạn. Như nãy mình có chia sẻ đó thì bún quậy nó có nhiều cái nguyên liệu ở trong đây, gồm có tôm, bò, và cá thác lát. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu các bạn có những cái món ăn ngon muốn giới thiệu đến mọi người thì hãy liên hệ với mình qua số điện thoại được hiện trên màn hình nha. Mình sẽ đến review để giới thiệu đến mọi người để quảng bá cái ẩm thực Sa Đéc đến với du khách gần xa. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Và nhớ xem các video của Sa Đéc TV sẽ chiếu trực tiếp vào lúc 6 giờ sáng hàng ngày trên kênh YouTube và fanpage Sa Đéc TV nhé các bạn. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại các bạn.